Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximon Gaming. Video hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút. Thay vì nói về cốt truyện như mọi khi, mình sẽ đổi phong cách và kể về nhân vật theo hướng phân tích. Cho nên mọi góp ý khen chê như thế nào thì anh em cứ mạnh tay để bên dưới comment nhé. Ngoài ra để chuẩn bị đón Tết 2021 và tạm biệt một năm Covid 2020 lắm chiêu nhiều trò báo đời hại dân, Maximon xin công bố event nhận lì xì sớm của kênh. Anh em chỉ cần like mạnh và comment trong video này, đồng thời tham gia vào fan group động ngáo của Maximon, thì sẽ đủ điều kiện được tham dự bốc thăm. Maximon Team sẽ chốt sổ sau 24 giờ kể từ khi mỗi video mới của Maximon được đăng tải. Cho nên nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất phần nha. Event sẽ được áp dụng kể từ bây giờ cho đến hết Tết Nguyên Đán năm 2021. Chi tiết thể lệ mình sẽ ghi bên dưới phần comment và phần mô tả. Chúc anh em may mắn. Ok, ta quay trở lại với video chính ngay bây giờ. Chắc hẳn các anh em cũng không mấy xa lạ về những tựa game đối kháng đánh đấm đả tay nhưng vẫn mang trong mình một cốt truyện chính và cùng với đó là sự phát triển trong tính cách nhân vật. Cũng như các bước ngoặt và đánh đổi từ các lựa chọn mà những đấu sĩ của chúng ta phải đưa ra. Nhưng đôi lúc nhân vật chính lại được tỏa sáng quá đà khiến cho những nhân vật khác lẽ ra đáng được hô hào hơn lại chìm xuống và chỉ có vai trò làm nền. Đặc biệt là những kẻ phản diện. Đa phần trong tâm trí người chơi thường xem phản diện đơn giản là người xấu đáng bị loại trừ. Thế nên việc xây dựng một kẻ phản diện gây được dấu ấn sâu đậm cho các game thủ không hề dễ dàng. Do đó video hôm nay Maximon sẽ soi sáng một nhân vật như vậy. Những bạn nào mà chỉ mải mê chú ý đến các main chính hoặc là các nữ đấu sĩ với tâm hồn tròn đầy, thì sau video này các bạn sẽ có thêm một góc nhìn khác về các nhân vật phản diện. Và nhân vật mình muốn nói đến là quỷ đấu sĩ Akuma. Một nhân vật có xuất phát điểm từ tựa game Street Fighter, nhưng không ngừng xuất hiện ở những dòng game nổi tiếng khác như Tekken, Asura's Wrath và cả X-Men. Để phân tích sâu hơn nhân vật huyền bí này, câu hỏi mà Maximon sẽ giải đáp cho các anh em trong video này là Akuma ác vì bản chất hay là ác vì bất đắc dĩ? Đến lúc để hoàn thành nghĩa vụ của một người tốt thì bắt buộc ta phải hiểu thật rõ về những kẻ xấu, kẻ mà ta phải đối đầu, thậm chí là phải đặt mình vào trong vị trí, môi trường sống, thực hiện lối sống, cách hành xử cũng như cách suy nghĩ giống họ. Điển hình như các cảnh sát hình sự hoặc là cảnh sát giao thông. Để bắt được tội phạm thì phải biết đua xe lạng lách ngoài phố, một kỹ năng mà hầu hết mọi người cho rằng là vô ích, chỉ dành cho những người xấu. Tình cảnh của Akuma cũng tương tự. Không thể chối cãi rằng anh ta là một tội đồ, một kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng một khi anh đạt được mức độ cùng cực của sự tàn ác, thì một chân lý sống mới được anh nghiệm ra. Và những hành động về sau, dù nó có tàn bạo, có nhẫn tâm, nhưng xét về lý thì nó có thể xem là hành hiệp trượng nghĩa. Đầu tiên ta hãy nói về nguyên nhân vì sao Akuma lại rơi vào một con đường tâm tối và đầy tội ác. Có câu nhân chi sơ tính bản thiện. Như bao người được sinh ra trên quả đất này, không ai chào đời là thích chém thích giết. Phần lớn nhân cách con người sẽ được hình thành từ môi trường sống và những người thân thích xung quanh. Akuma dù được biết đến là một con quỷ trong mắt vạn dân, nhưng khi còn là một đứa trẻ, anh cũng từng là một cậu học trò siêng năng của võ đường. Akuma cùng với Gouken, người sau này là sư phụ của Ken và Yu, cùng nhau học một môn võ không tên được pha trộn giữa Karate, Judo và Kenpo. Sư phụ của hai người là Gosetsu, vốn dĩ là một môn võ kết hợp. Hai huynh đệ thường xuyên tranh cãi về bản chất thực sự của thứ mà họ đang được học, một môn võ vô danh. Bởi vì ngoài tự vệ, môn võ này còn chuyên sâu vào các kỹ năng lấy mạng người khác như Sengoku Satsu, tiếng Anh gọi là Raging Demon, hay dịch nguyên văn ra tiếng Hán thì là Địa ngục thuấn sát quyền. Rõ ràng nghe là không thấy lành mạnh chút nào rồi. Akuma vào thời khắc đó buộc phải lựa chọn giữa thiện và ác. Một là tiếp tục con đường học võ đạo của sư phụ Gosetsu, hai là rời khỏi võ đường và tìm cho mình một lối đi khác. Có thể là vì hoàn cảnh bắt buộc, cũng có thể là vì gia cảnh của Akuma không khá khẩm như người huynh đệ Gouken, người đã từ bỏ sư môn để mở một võ đường riêng. Cho nên Akuma quyết định tiếp tục ở lại và theo học đến cùng. Và để có thể sử dụng tuyệt kỹ địa ngục thuấn sát quyền một cách nhuần nhuyễn, người thi triển phải học cách loại bỏ sự thương tiếc đối với sinh mạng của đối phương. Và thế là Akuma học tập và rèn luyện thêm về Sassin no Hado, một loại năng lượng sát khí tiềm ẩn bên trong mọi cá thể. Nó mang lại cho Akuma sức mạnh mà anh không bao giờ tin là mình có thể đạt được. Và với nó, anh thách đấu sinh tử với sư phụ Gosetsu. Kết quả của trận chiến, Akuma đã giết sư phụ mình bằng tuyệt kỹ tà môn ngoại đạo đó, rồi đeo lên cổ chuỗi hạt chân châu của ông ta để chứng minh rằng anh là người đứng đầu võ đường này. Kể từ giây phút đó, Akuma mang vóc dáng con người, nhưng thực chất anh đã trở thành một con quỷ.
trong thế giới võ thuật, sức mạnh là tất cả. Nhưng khi có được tất cả rồi thì ta lại cảm thấy trống trải. Giống như xã hội hiện nay, tiền là tiên là Phật. Nhưng khi có quá nhiều tiền thì cuộc sống mưu sinh lại vô nghĩa. Và những niềm vui từ một chiếc áo mới hay một bữa tiệc linh đình sẽ trở nên không còn quá nhiều nữa. Akuma cũng thế. Việc đi tìm các đối thủ xứng tầm với mình đã dẫn anh đi khắp mọi ngóc ngách của năm châu. Nhưng anh chưa bao giờ gặp được người có thể mang lại cảm giác sung sướng của một trận đấu thật sự. Cho đến một ngày hai huynh đệ trùng phùng, và Gouken đã mang lại cho Akuma cảm giác bại trận mà rất lâu rồi anh không được cảm nhận. Nhưng vì Gouken đã tha mạng cho Akuma trong trận đấu định mệnh đó, Akuma đã ôm hận và quay về trả thù vài năm sau đó. Và trận tái đấu này đã khiến cho Gouken bất tỉnh và rơi vào một cơn hôn mê dài. Nhưng Ken và Yu lúc bấy giờ tin rằng sư phụ mình đã chết, nên vòng tuần hoàn của sự hận thù tiếp tục diễn ra khi cả hai huynh đệ đều thề giết Akuma để trả thù cho người thầy. Về phần Akuma lúc này, khi cả sư phụ và người huynh đệ đồng môn đều bại trận dưới tay mình, anh chính thức trở thành vua võ thuật và là người mạnh nhất hành tinh. Anh chọn cách quy ẩn giang hồ, nhưng thật ra là ẩn mình trong bóng tối cô độc, quan sát và truy tìm các đối thủ xứng tầm kế tiếp. Nhiều năm về sau, Akuma mới có được cơ hội đụng độ với Gen, người duy nhất có khả năng đấu cân sức với anh. Gen có thể hứng chịu tuyệt kỹ địa ngục thuấn sát quyền mà vẫn sống sót. Nhưng đời không như là mơ. Vừa tìm được một đối thủ tầm cỡ để đánh cho sướng tay thì lại phát hiện ra Gen bị mắc bệnh bạch cầu. Akuma cảm thấy trận so tài này không còn công bằng nữa. Nên khi thắng trận, Akuma không dứt khoát xuống tay giết chết ông ta. Một hành động nhân từ đầu tiên xuất phát từ phía con quỷ Akuma. Phải chăng quỷ cũng có thể mềm lòng? Câu trả lời chính xác là không. Akuma không hề mềm lòng, mà đơn thuần là vì anh ta làm việc theo tiêu chuẩn của một võ sĩ đạo mà thôi. Vì khi ta xem xét kỹ những nạn nhân xấu số kế tiếp mà Akuma đoạt mạng, ta sẽ nhận ra một quy luật của một lãng khách đi hành hiệp trường nghĩa. Đó chính là chỉ những kẻ mạnh nhưng lại sống sai trái mới phải chịu cái chết tàn nhẫn và nhục nhã dưới tay Akuma. Đầu tiên là một võ sĩ quán quân Muay Thái thế giới. Akuma đánh bại người đứng đầu bộ môn Muay Thái rồi giết luôn, đơn giản chỉ vì hắn ta sống thiếu đạo đức. Và cái chết đột ngột của người này khiến cho Adon, một đấu sĩ Thái khác của tựa game, săn lùng Akuma vì muốn chứng tỏ bản thân mạnh hơn kẻ giết chết quán quân môn võ thuật của mình. Nhưng kết cục thì Adon cũng thảm bại, nhưng Akuma lại không hạ sát anh chàng không biết lượng sức mình này. Kế tiếp, M. Bison. Khi Akuma biết được thông tin rằng M. Bison muốn trở thành bá chủ thiên hạ bằng cách thu thập năng lượng Psycho từ những người khác, thì anh đã không một chút lưỡng lự trong việc diệt trừ hắn ta bằng địa ngục thuấn sát quyền. Bởi vì năng lượng Psycho được Akuma cho rằng là một loại sức mạnh rẻ tiền, chỉ dành cho những kẻ không làm mà đòi có ăn. Nó trái ngược hoàn toàn với đạo lý và nguyên tắc của giới võ thuật, cho nên anh cảm thấy M. Bison không xứng đáng để đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới. Và tương tự với M. Bison, đó chính là sự tồn tại của Guild, vị lãnh đạo của một tổ chức xã hội bí mật. Tổ chức này đã gầy dựng và điều khiển các sự kiện lớn nhỏ trên thế giới trong suốt 2.000 năm. Và để đạt được mục tiêu là xây dựng một thế giới Utopia, đoàn kết dưới sự chỉ đạo của họ, tổ chức này cần một vị lãnh đạo bất khả chiến bại. Cho nên họ đã chích thuốc đột biến vào người Gil kể từ khi còn bé, tạo nên một ngoại hình tóc vàng, nửa xanh nửa đỏ với cơ bắp cuồn cuộn. Sức mạnh của Gil xuất phát từ thí nghiệm nhân tạo, đi ngược lại với tạo hóa và tự nhiên. Đó là một điều vô cùng bất công đối với những đấu sĩ cất công rèn luyện. Nên Akuma cũng tìm đến và diệt cỏ tận gốc thứ làm xấu bộ mặt giới võ thuật. Mấu chốt cuối cùng chứng minh Akuma không phải là một ác nhân vô tri chính là nằm ở mối quan hệ giữa anh và anh chàng Yu. Đúng thật là mục đích ban đầu thúc đẩy Akuma đi vào con đường tà đạo của Sasu no Hado chính là mong muốn nó biến Yu thành một võ sĩ có sức mạnh ngang tài ngang sức với anh. Akuma đã cho rằng sứ mệnh của mình là chết dưới tay Yu khi cuộc chiến sinh tử định mệnh nổ ra. Trong lúc Gouken nằm bất tỉnh ròng rã 2 năm trời, Akuma thấy cho người huynh đệ của mình là mục tiêu định hướng cho chàng trai trẻ Yu. Vị sư thúc ác nhân này còn đi xa đến mức cố tình tạo ra cơ hội đọ sức một đấu một với Yu và thua trận với mục đích giúp cho chàng đấu sĩ trẻ giác ngộ được sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Dù rằng sau này khi Gouken thoát khỏi cơn hôn mê và sử dụng sức mạnh của hư vô quyền để phong ấn nội lực sát khí của Yu, ta không thể phủ nhận rằng nếu không có sự hiện diện và thúc đẩy của Akuma, Yu sẽ không đạt được tới giới hạn hiện tại và cũng không bao giờ vượt mặt Ken. Và một điều nữa, nếu đã là một ác quỷ máu lạnh chỉ biết đánh đấm, thì tại sao Akuma lại phải nổi cáu khi biết được Gouken đã tái xuất và phá hỏng kế hoạch nuôi dưỡng Yu của mình? Akuma và Gouken sau đó ngay lập tức tái đấu để giành quyền kiểm soát Yu, như thể hai vợ chồng ly dị giành quyền nuôi con.
Điều này chứng tỏ cảm xúc con người bên trong Makima vẫn còn đó, và nó bộc lộ một cách mãnh liệt hơn khi anh nhận ra mình vừa bị cướp đi quyền dạy dỗ Gil. Nó giống như cảm xúc của một người thầy khi bị cướp mất đứa học trò mà mình bỏ ra nhiều công sức dẫn dắt. Thông qua những dẫn chứng vừa rồi thì kết luận của Maximon chính là Akuma về bản chất là một người tốt. Anh được huấn luyện kỹ lưỡng trên võ đường và rất tôn nghiêm các quy tắc của giới võ sĩ đạo. Chỉ vì hoàn cảnh, vì lòng tin tuyệt đối vào môn học của mình mà Akuma lạc lối. Và nên lưu ý một điều, dù là trong cơn khát máu, tất cả những mạng sống anh cố tình đoạt lấy đều được thực hiện trong những cuộc so tài công bằng, chứ không phải sử dụng bất cứ thủ đoạn gian xảo nào cả. Cảm nhận của các anh em thì sao? Rõ ràng phản diện thì cũng có phản diện this, phản diện that. Ác nhân mà phân tích ra khiến người khác đồng cảm thì mới gây được nhiều ấn tượng sâu đậm, đúng không nào? Ok, nếu thấy thể loại phân tích nhân vật này thú vị thì hãy cho Maximon biết bằng cách like và comment bên dưới nha. Và sẵn tiện thì chia sẻ video này luôn nha. Còn để cập nhật video mới sớm nhất thì đừng quên subscribe nha. Giờ thì hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye!